Cô chào mừng tất cả các em học sinh đến với bài giảng sinh học 8. Hôm nay cô và các em tiếp tục tìm hiểu chủ đề về hô hấp, nội dung bài 21 hoạt động hô hấp. Thì trong bài này các em sẽ được tìm hiểu hai nội dung chính. Thứ nhất là sự thông khí ở phổi và thứ hai là sự trao đổi khí ở phổi và tế bào. Chúng ta tìm hiểu phần 1 la mã, thông khí ở phổi. Thì các em quan sát hình và các em suy nghĩ trả lời cho cô câu hỏi sau. Nhờ động tác nào của cơ thể mà phổi được thông khí? Theo các em thì nhờ động tác nào? Đó là động tác hít vào và thở ra nhịp nhàng giúp cho phổi được thông khí. Thì tiết trước chúng ta cũng đã tìm hiểu bài rồi. Nội dung câu hỏi số 2. Vậy thì cứ một lần hít vào và thở ra thì người ta gọi là gì? Các em dựa vào thông tin có trong sách giáo khoa cũng như hiểu biết của mình trả lời cho cô câu hỏi này. Cứ một lần hít vào và thở ra thì người ta gọi đó là cử động hô hấp. Thì các em nhớ cử động hô hấp là gồm một lần hít vào và một lần thở ra. Rồi câu hỏi số 3. Số cử động hô hấp trong một phút người ta được gọi là gì? Số cử động hô hấp trong một phút được gọi là nhịp hô hấp nha các em. 21. Sự thay đổi thể tích lồng ngực và phổi theo các chiều khi hít vào và thở ra để trả lời câu hỏi này cho cô với các gợi ý cô để trên màn hình. Các em có thể dừng màn hình lại trả lời thử nhé. Thì ở đây các em nhìn hình đi, cô giới thiệu. Khi hít vào thì các em thấy rằng là xương ức nè. Đây là cái hình nhìn nghiêng ở phía trên nha các em. Hít vào thì đây. Và trường hợp này là thở ra. Trường hợp thở ra, các em quan sát kỹ và cô chiếu lại cho các em coi lại cái mô hình này một lần nữa để các em hoàn thành cái bảng trên này cho cô ha. Vậy theo các em, khi hít vào thì cơ liên sườn khi hít vào cơ liên sườn, các em lưu ý khi hít vào thì cái cơ liên sườn này nó co hay nó giãn các em? Nó co nha các em. Nó co tức là khi nó co lên á. Rồi, và hệ thống xương ức cũng như là xương sườn nó nâng lên. Đây, xương ức và xương sườn nó được nâng lên nè, nâng lên. Hít vào thì nó nâng lên, các em thấy nè. Đây, nâng lên. Yeah. Hạ xuống, nâng lên, hạ xuống. Tương tự bên này cũng vậy. Nâng lên, hạ xuống. Được chưa? Vậy thì khi nâng lên như vậy thì các em thấy là hệ thống của xương ức và xương sườn nâng lên như vậy thì thể tích lồng ngực làm sao? Thể tích lồng ngực nó sẽ tăng nhé. Vậy tương tự các em có thể hình dung ra được khi chúng ta thở ra thì cái cơ liên sườn của nó sẽ đây, thở ra nè. Đó, thở, hít, thở. Đó. Như vậy các em theo cái hướng dẫn cô thấy là các bạn biết được rằng là khi thở thì cái cơ liên sườn này nó sẽ giãn ra ha. Và cái hệ thống xương sườn và xương ức và xương sườn nó sẽ hạ xuống. Tương tự như vậy chúng ta nhìn vào cái hình chúng ta thấy cơ hoành sao? Lúc này cơ hoành nó giãn ha. Và khi mà thở ra thì cái thể tích lồng ngực lúc này nó sẽ giảm nha các em. Cũng giống các em hình dung cho cô nè. Một cái bong bóng khi các em thổi vào, tức là thổi khí vào đúng không? Là khí nó được vào. Thì khi các em thổi khí vào trong cái bong bóng thì các em thấy là bong bóng nó sẽ to lên đúng không? Trong đó nó chứa khí nhiều nữa, nó to lên. Tức là lúc này là nó được nâng lên, thể tích của bong bóng nó sẽ tăng đúng không? Khi các em mở cái bong bóng mà các em thả khí nó bay ra ngoài thì thể tích lồng ngực cũng tương tự như là cái thể tích của bong bóng nó sẽ giảm lại. Vậy chúng ta hiểu được cái hoạt động của các cơ và xương khi tham gia hô hấp rồi. Bây giờ các em cho cô biết. Các cơ và xương lồng ngực đã phối hợp hoạt động với nhau như thế nào để làm tăng thể tích lồng ngực khi hít vào và làm giảm thể tích lồng ngực khi thở ra? Chắc chắn các em trả lời được rồi, phải không nào? Các cơ và xương lồng ngực phối hợp như thế nào? Đây, chúng ta thấy khi mà hít vào thì cơ liên sườn ngoài lực ngoài và cái cơ hoành nó sẽ co làm cho thể tích lồng ngực nở rộng, tức là tăng lên.
Rồi trường hợp khi mà thở ra thì cái cơ liên sườn ngoài và cái cơ hoành này nó sẽ giãn, cho nên làm cho cái thể tích lồng ngực thu hẹp lại. Thì các em hình dung thêm một lần nữa, thử các em ngồi làm nha. Khi cô nói, các bạn khi hít vào, các bạn thử hít vào bằng mũi ha. Khi hít vào thì cái ngực của chúng ta làm sao, cái lồng ngực của chúng ta sẽ tăng lên, đúng không nào? À, đồng thời bụng, khi các em vào hít vào thì cái bụng của em cũng phình ra để gì, khí nó được sẽ được vào vào nhiều đó. À, và khi các em thở ra thì cái thể tích lồng ngực các em lúc này hạ, các cơ nó hạ xuống, tức là giãn ra. Đó, các em làm thử ha. Rồi, bạn cho cô biết, thế thì sự thông khí ở phổi sẽ có sự phối hợp của các cơ quan hoặc là bộ phận nào? Bạn nào có thể chốt lại được cái câu trả lời này cho cô nè? À, chắc chắn các bạn trả lời được. Sự hít vào và thở ra chịu sự ảnh hưởng của các cơ như là cơ liên sườn ngoài, rồi cơ hoành, cơ bụng, rồi xương sườn, những xương sườn cũng như là xương ức. À, các em quan sát, đây là đồ thị hình 21.2, phản ánh sự thay đổi dung tích phổi và khí hít vào, thở ra bình thường và gắng sức. Thì tổng dung tích phổi ở người là có khoảng 4.400 đến 6.000 ml. Thì trong dung tích phổi nó sẽ có bao gồm dung tích sống và khí cặn. Dung tích sống thì chiếm khoảng 3.400 đến 4.800 ml, còn khí cặn là 1.000 đến 1.200 ml. Khí cặn tức là sau khi thở ra thì còn lại khí cặn ở trong phổi á. Vậy thì dung tích sống nó bao gồm có những loại khí nào? Nhìn vào đồ thị chúng ta cũng thấy rõ, dung tích sống thì bao gồm có khí bổ sung. Các em nhìn đồ thị khí bổ sung này, là đồ thị nó được nâng lên ở cái vị trí như thế này. Thì khí bổ sung là khi hít vào mà gắng sức các bạn. Thì có khoảng 2.100 đến 3.100 ml. Còn cái lượng khí lưu thông là cái việc mà mình thở ra bình thường, hít vào thở ra bình thường, thì đây là khoảng 500 ml. Cái đồ thị này, nằm trong cái khoảng này. Và thứ ba đó là khí dự trữ là cái đồ thị khoảng trắng này. Khí dự trữ là khí như thế nào? Đó là thở ra gắng sức thì có khoảng 800 đến 1.200 ml. Khi mình hít vào gắng sức mà mình thở ra gắng sức, hít vào 2.100 đến 3.100, nhưng khi thở ra gắng sức thì có thể là 800 đến 1.200 ml. Vậy chúng ta thấy rằng là dung tích sống là bao gồm có 3 loại khí này, còn dung tích phổi là 2 loại khí này. Vậy dựa vào thông tin có trong sách giáo khoa kết hợp với hiểu biết của mình, một bạn cho cô biết dung tích sống là gì? Này chúng ta phải nhớ và hiểu được ha. Dung tích sống là thể tích không khí lớn nhất mà cơ thể có thể hít vào và thở ra. Nhớ cho cô ha, là thể tích không khí lớn nhất có thể ha. Và cô mở rộng thêm thì các bạn thấy rằng là trong cái khí lưu thông đó các bạn, thì có khoảng 500 ml khí lưu thông đi, thì nó có 150 ml là nó nằm trong cái đường dẫn khí. Thì cái đường dẫn khí này là nơi không xảy ra sự trao đổi khí, người ta còn gọi đó là cái khoảng chết. Và chỉ còn khoảng 350 ml là nằm trong cái phế nang thì nó mới tham gia vào sự trao đổi khí. Các em quan sát ở hình. Như vậy dung tích sống nó là một trong những cái chỉ tiêu phản ánh tình trạng sức khỏe. Dung tích sống bẩm sinh thì có thể khác nhau tùy người. Dung tích sống lớn hơn thì đây là cơ sở của sức khỏe tốt hơn. Tức là người nào có dung tích sống mà lớn hơn đó, thì người đó có sức khỏe tốt hơn. Và người năng hoạt động và luyện tập đó các em, tức là người nào mà vận động thường xuyên, tập luyện thường xuyên thì có thể tăng dần cái dung tích sống của mình. Tức là từ tuổi 40 trở đi, do cái quá trình phổi nó bị sơ hóa làm cho dung tích khí cặn trong phổi nó sẽ tăng dần. Và ngược lại dung tích sống nó sẽ giảm dần. Do đó cái khả năng hoạt động gắng sức cũng giảm. Và trung bình đối với người Việt Nam thì dung tích sống ở nam thì có khoảng 3.000 đến 3.500 ml. Còn nữ chỉ có 2.500 đến 3.000
ml. Vậy thì các bạn cho cô biết dung tích phổi khi hít vào, thở ra bình thường và gắng sức thì có thể phụ thuộc vào các yếu tố nào? Các bạn dựa vào thông tin và suy nghĩ cho cô biết nè. Chúng ta thấy rằng là dung tích phổi nó sẽ phụ thuộc vào giới tính, như lúc nãy các bạn vừa nghe cô giới thiệu ở một em có biết đúng không? Giới tính đối với nam và nữ thì dung tích phổi nó khác nhau, cũng như là tầm vóc và sự luyện tập đấy các em. Ví dụ như người nào luyện tập nhiều, tầm vóc nó cao to lớn thì cái dung tích sống nó vẫn, dung tích phổi nó vẫn lớn hơn. Tuổi tác, người già khác đúng không, người trẻ người nhỏ, cũng như là giới tính nam và nữ nó sẽ khác. Rồi về tình trạng sức khỏe, ví dụ người khỏe mạnh khác với người bệnh chứ, thì dung tích phổi nó cũng sẽ có sự khác nhau, nó phụ thuộc vào những cái yếu tố như cô vừa trình bày ha. Vậy làm thế nào để tăng dung tích sống và giảm dung tích khí quặng đến mức nhỏ nhất em? Đó là chúng ta phải thường xuyên luyện luyện tập thể dục thể thao đều đặn từ bé, và có thể chúng ta tập hít thở sâu rất là tốt. Như buổi sáng mà các em ngủ dậy á, trước khi các em xuống giường, các em có thể tập hít vào thở ra. Các em khi hít vào thì các em sẽ phình bụng lên để không khí nó vào được nhiều, và thở ra từ từ bằng bằng miệng. Chúng ta cũng tập thì nó cũng sẽ tốt cho cái dung tích sống của phổi ha. Rồi, như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong phần 1 la mã sự thông khí ở phổi. Bây giờ các em hãy rút ra kết luận ghi vào vở nhé. Nhất, nhờ hoạt động của các cơ quan hô hấp, của các cơ hô hấp ở đây là cơ liên sườn ngoài hoặc là cơ hoành, cơ bụng, xương sườn, xương ức, thì làm thay đổi thể tích lồng ngực mà ta thực hiện được cái việc hít vào và thở ra. Nhờ đó giúp cho không khí trong phổi được thường xuyên đổi mới nha các em. Thứ hai, chúng ta lưu ý cái dung tích sống là thể tích không khí lớn nhất mà cơ thể có thể hít vào và thở ra. Và thứ ba, dung tích phổi thì phụ thuộc vào giới tính, tầm vóc, sức khỏe cũng như là luyện tập. Các em dừng video và ghi nội dung phần 1 la mã vào vở. Và chúng ta qua tìm hiểu phần 2 la mã sự trao đổi khí ở phổi. Thì ở đây cô giới thiệu một số thiết bị để đo nồng độ oxy không khí khi hít vào và thở ra, ví dụ như cái hình đầu tiên. Còn đây là cái thiết bị đo nồng độ oxy trong không khí. Và cái thiết bị thứ ba đây là thiết bị đo cái nồng độ oxy trong máu, mà chỉ cần bấm vào cái tay như thế này. Đó là sự trao đổi khí. Bây giờ các em sẽ theo dõi cho cô bảng 21 trong sách giáo khoa. Đây là cái bảng kết quả đo một số thành phần không khí khi mà hít vào và thở ra, như là khí oxy, khí carbonic, khí nitơ cũng như là cái hơi nước. Rồi, các em quan sát lại cái bảng này một lần nữa và hãy cho cô biết nhận xét của em về thành phần không khí khi hít vào và thở ra. Và các em giải thích cái nhận xét mà các em vừa trình bày. Như vậy chúng ta thấy gì? Khí oxy khi hít vào thì sao? Nó sẽ cao đúng không? Là 20,96%. Trong khi đó khi thở ra nó chỉ thở ra 16,4%, tức là thở ra thì lượng khí oxy thở ra rất thấp hơn. Và giải thích vì sao vậy? Tức là do cái lượng oxy từ phế nang vào mao mạch phổi, tức là vào máu. Khi hít vào thì nó nhiều, do đó khi nó thở ra lại thì nó ít. Nên nó do nó vào mao mạch phổi ha. Rồi còn lượng khí carbonic thì sao? Nhìn vào thông số chúng ta có thể trả lời được. Đó là lượng khí hít vào, carbonic hít vào thì thấp, 0,02%, nhưng khi thở ra là 0,4,1%, cao hơn. Đó là do đâu? Do cái lượng khí carbonic khi hít vào thì từ cái mao mạch phổi này nó sẽ ra phế nang. Ở đây nó trao đổi khí, sau đó nó mới thải ra ngoài thì nó sẽ cao hơn. Rồi lượng thứ ba, khí thứ ba là khí nitơ. Thì nitơ nhìn vào thông số chúng ta thấy là nó không có thay đổi lớn đúng không? 79,02 thì khi thở ra thì có 79,5 thì nó không thay đổi lắm. Thì đó là cái phần khí oxy, khí nitơ thì nó không có ý nghĩa về mặt sinh học. Còn hơi nước thì chúng ta thấy khi hít vào thì nó có, đó là hơi nước ít
nhưng mà khi thở ra thì lúc này nó bão hòa. Cái sự thay đổi nó không có đáng kể. Thì bão hòa đó là do cái đường dẫn khí đó em. Chúng ta thấy là khi nó thở ra thì nó được làm ấm cái đường dẫn khí rồi, cho nên cái thở ra nó không có nhiều hết. Rồi, bây giờ các em tiếp tục quan sát cho cô hình 24 21.4. Đây là sơ đồ cơ chế trao đổi khí ở phổi và tế bào. Ở hình A đây, đây là sự trao đổi khí ở phổi nha các bạn. Từ mao mạch phổi nè. Đó. Đây khí carbonic từ mao mạch phổi vào phế nang hay là phế bào. Phế nang là phế bào các em. Hoặc là oxy từ phế nang vào mao mạch phổi. Rồi ở hình B đây là sự trao đổi khí ở tế tế bào. Này, tế bào đây là phần mao mạch. Giờ các em sẽ mô tả cái sự khuếch tán của khí oxy và khí carbonic trong quá trình trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào. Các em quan sát sách giáo khoa, nhìn lên màn hình và trả lời cho cô ha. Chúng ta sẽ mô tả sự trao đổi khí ở phổi. Đây các bạn nhìn thấy từ mao mạch phổi này, thì cái lượng khí oxy nó có nồng độ cao, nó khuếch tán từ đâu? Từ không khí phế nang, tức là từ phế nang này vào mao mạch phổi, tức là vào máu. Mao mạch phổi thì có máu. Còn khí carbonic thì từ mao mạch phổi có nồng độ cao, nó được khuếch tán ra phế phế nang. Đây là sự trao đổi khí ở ở phổi. Còn trao đổi khí ở tế bào thì sao? Thì chúng ta nhìn thấy trao đổi khí ở tế bào. Thì cái lượng khí oxy là từ từ đâu? Từ cái mao mạch. Mao mạch, đây là mao mạch là các cơ quan, mao mạch máu các em. Là nơi có nồng độ cao á, thì khí oxy từ cái mao mạch này nó sẽ khuếch tán vào tế bào. Này vào tế bào. Còn khí carbonic là khuếch tán từ tế bào vào vào máu, tức là các mao mạch máu. Thì đây là chúng ta đã mô tả được sự khuếch tán khí oxy. Giờ các em vận dụng trả lời cho cô câu hỏi. Các em nhìn thấy nè, đây là sơ đồ trao đổi khí ở phổi và tế bào. Từ ở phổi là từ phế nang, khí oxy nó sẽ vào máu, và máu khí carbonic sẽ đưa ra phế nang. Rồi từ máu khí oxy sẽ vào tế bào, và khí carbonic từ tế bào và máu, đúng không các em? Như vậy sự trao đổi khí ở phổi và tế bào có mối quan hệ với nhau như như thế nào? Có sự quan hệ, đó là chúng ta thấy tế bào sử dụng khí gì? Sử dụng khí oxy để thúc đẩy sự trao đổi khí ở ở phổi. Như vậy sự trao đổi khí ở phổi lại tạo điều kiện cho sự trao đổi khí ở ở tế bào. Thì đây là nó mối quan hệ giữa sự trao đổi khí ở phổi và tế bào. Các em lưu ý ha. Câu hỏi số 2. Thế thì các em cho cô biết các khí trao đổi ở phổi và tế bào diễn ra theo cơ chế nào? Thì phần này lúc nãy các bạn mô tả là các em đã trả lời được câu hỏi đó rồi. Thì chúng ta thấy câu trả lời các khí trao đổi ở phổi và tế bào là theo cơ chế khuếch tán, theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ độ thấp. Như ở phổi là oxy là từ nơi có nồng độ cao là phế nang vào máu, đúng không nè? Rồi khí carbonic là từ máu vào phế nang, ví dụ vậy, tới nơi có nồng độ thấp. Rồi bây giờ cô cho các bạn xem đoạn phim nhé. Rồi các cơ quan chính chịu trách nhiệm hô hấp nằm trong cái khoang ngực và cái lồng ngực và cái cơ hoành. Đây các bạn lưu ý. Bên trong lồng ngực là màng phổi và phổi. Đây là cái phổi. Và phổi thì chia làm phổi thì có phổi trái và phải. Phổi phải thì chia làm ba thùy các em ha. Thì trên, thì giữa, thì dưới. Còn phổi trái nè, nó chỉ có hai thùy thôi. Đó là thùy trên và thùy dưới. Cả hai phổi nó được liên kết với phế quản để thông qua
các bạn thấy đây là cái khí quản. Khí quản gồm có các vòng sụn các bạn, hình chữ C, thì nó có tác dụng chống đỡ, giúp đường hô hấp luôn ở trạng thái mở thông suốt từ mũi đến họng. Khi chúng ta hít vào thì oxy nó sẽ qua mũi xuống họng, qua khí quản, cuối cùng và đến phế quản. Đây, các em nhìn ha. Từ phế quản thì oxy đi vào phổi. Trong phế quản tiếp tục được phân chia thành các tiểu phế quản. Đây là những cái tiểu phế quản. Oxy đi qua các tiểu phế quản là tới phế nang, nơi được bao bọc bởi những cái mao mạch. Đây là những cái mao mạch. Thì trong phế nang có nhiều khoang, khoang phế nang với các lỗ. Đây là những cái lỗ. Máu chứa hồng cầu chảy qua những cái mao mạch. Các phân tử oxy từ phế nang khuếch tán vào mao mạch. Khuếch tán vào những cái mao mạch. Và sau đó oxy được hấp thụ bởi hồng cầu để tạo ra oxy, cái sự oxy hóa và chuyển cái hồng cầu từ cái màu xanh tím sang màu đỏ này. Đây các em nhìn. Máu chứa khí carbonic di chuyển vào phế nang. Đây, di chuyển vào những cái phế nang. Và những cái phần tử này được giải phóng vào phế nang. Khí carbonic sẽ được thu nạp vào trong phế nang. Sau đó khí carbonic từ phế nang đi qua các tiểu phế quản vào phế quản. Cuối cùng là đến khí quản và thở ra qua mũi. Ở đây là quá trình hít vào trong không khí vào khí oxy. Sau khi mà cái cơ nó co thắt cơ hoành á, phổi nó giãn ra và không khí ùa vào làm cho phồng cái phế nang lên. Phế nang nó phồng lên. Thì trong quá trình thở ra thì cơ hoành nó di chuyển lên và phổi nó lại co lại. Cơ hoành di chuyển. Và không khí thở ra là giàu khí carbonic. Quá trình hít vào và thở ra thì gọi là hô hấp với tần suất là 20 lần trên 1 phút nha các em. Quá trình chốt lại nội dung phần 2 La Mã. Thì sự trao đổi khí ở phổi là oxy khuếch tán từ phế nang vào máu, khí carbonic khuếch tán từ máu vào phế nang. Sự trao đổi khí ở tế bào thì ngược lại ha, oxy khuếch tán từ máu vào tế bào, khí carbonic khuếch tán từ tế bào vào máu. Như là từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Và các em dừng video và ghi nội dung phần 2 La Mã vào vở. Phổi còn bị ảnh hưởng bởi các vi khuẩn, virus. Thì một số virus như virus cúm, virus corona. Và hiện nay thì chúng ta đang ở trong cái thời điểm mà dịch bệnh do virus corona bùng phát mạnh mẽ. Thì virus này tấn công vào cái hệ hô hấp, tấn công vào hệ hô hấp của con người, dẫn đến tình trạng là hai lá phổi bị viêm, kèm theo là khó thở. Và khi có triệu chứng khó thở thì xảy ra sẽ làm cho cái hàm lượng oxy trong máu sẽ giảm. Và nếu như hàm lượng oxy trong máu giảm thì chúng ta cần hỗ trợ về mặt y tế. Đó là trong trường hợp mà các bạn thấy rằng là những cái bệnh nhân COVID như ngày nay mà cần có thiết bị đo. Nhưng mà trước khi cần hỗ trợ từ cái thiết bị y tế thì bác sĩ cũng khuyên chúng ta là nên tập để tập thay đổi cái tư thế, đây tư thế nằm để cải thiện cái quá trình hô hấp. Và chúng ta cũng nên tập hít thở sâu để cải thiện hô hấp và lấy được nhiều oxy hơn. Văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về theo dõi chăm sóc sức khỏe đối với F0 đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà. Thì ngoài tập thể dục thường xuyên thì có thể thường xuyên tập thở 15 phút mỗi ngày. Đây là phương pháp khá đơn giản, dễ làm nhưng lại rất hữu ích để nâng cao thể trạng cho những F0, tăng cường sức đề kháng. Các bài tập thở thì bao gồm là thở mí môi này, thở chu kỳ chủ động, thở bụng hay còn gọi là tập thở cơ hoành và kết hợp với cả vận động. Động tác tập thở cơ hoành là động tác huy động sự di chuyển của cơ hoành để làm cái lồng ngực giãn nở ra, tăng cái thể tích lồng ngực, từ đó thì lấy được nhiều không khí đi vào trong phổi. Khi mà mới tập luyện thì nên tập luyện ở tư thế nằm, có kê cái gối ở dưới đầu, hai chân gập lại, hai đầu gối vuông góc,
đặt một hoặc hai tay lên trên bụng, hít vào đầu mũi, bụng căng phình lên, khi thở ra thì bụng từ từ thoát lại và cái tay thì ấn xuống ổ bụng. Ở những người khỏe, sau khi mà hít vào, nín hơi càng lâu càng tốt để không khí nó sẽ trao đổi với hệ thống mao mạch của phổi. Còn ở những người mới bắt đầu tập luyện, hít vào một mức vừa phải, sau đó chúng ta tập tăng dần lên. Kỹ thuật thở cơ hoành có thể thực hiện kết hợp với vận động. Hai tay duỗi thẳng phía trước mặt, từ từ hít vào thật sâu, hai tay đưa sang hai bên làm mở lồng ngực, sau đó thở ra từ từ, hai tay đưa về trước. Động tác thứ hai, hai bàn tay đan vào nhau và đặt ở phía sau vùng đầu cổ, hít từ từ vào thật sâu, đưa hai khuỷu tay sang hai bên làm mở lồng ngực. Tiếp đó, đưa hai khuỷu tay về trước đồng thời với động tác thở ra thật hết. Trường hợp có bệnh lý hô hấp trước đó hoặc là các trường hợp hút thuốc lá thì nên thực hiện kỹ thuật thở mím môi và kỹ thuật thở chu kỳ chủ động. Kỹ thuật thở mím môi là kỹ thuật làm cân bằng cái áp lực giữa đường thở lớn và đường thở nhỏ, và trong khi tập luyện thì sẽ giúp làm bong các cái đường dịch và dễ dàng đẩy cái đường dịch ra ngoài. Ngồi hai chân mở rộng bằng vai, thả lỏng cơ thể, hít vào làm căng lồng ngực, sau đó mím môi thở ra từ từ. Lưu ý với kỹ thuật này, thời gian thở ra kéo dài ít nhất bằng 2 lần thời gian hít vào. Nên thở mím môi ngay sau khi ngủ dậy hoặc khi có cảm giác muốn ho. Thực hiện kỹ thuật thở chu kỳ chủ động. Bước 1, hít thở nhẹ nhàng 20 đến 30 giây sao cho cảm thấy thoải mái, thư giãn nhất. Bước 2, hít thật sâu bằng mũi cho lồng ngực được căng giãn tối đa, sau đó nín hơi khoảng 2 đến 3 giây, thở ra nhẹ nhàng bằng miệng. Bước 3, hít thật sâu, nín hơi 2 đến 3 giây, tròn miệng hà hơi đẩy mạnh dòng khí ra ngoài. Bên cạnh việc tập thở, các F0 điều trị tại nhà vẫn cần tăng cường vận động. Xin được nhắc lại, Bộ Y tế khuyến cáo tới người mắc COVID-19 nên nghỉ ngơi, vận động nhẹ, phù hợp với tình trạng sức khỏe, không nên nằm một chỗ, tập thở mỗi ngày, uống nước thường xuyên, không đợi đến khi khát thì mới uống nước, không được bỏ bữa, tăng cường chất dinh dưỡng trong bữa ăn, ăn đầy đủ chất, ăn trái cây, này, uống nước hoa quả và suy nghĩ tích cực, duy trì tâm lý thoải mái. Mong là các F0 sẽ sớm khỏi bệnh và sẽ luôn nhớ đến Việt Nam hôm nay với những tư vấn hữu ích. Em, bài học hôm nay các em đã nhớ bài như thế nào? Cô có các câu hỏi trắc nghiệm như sau. Câu số 1, sự thông khí ở phổi là do, các em lựa chọn câu trả lời đúng nhất nha. A, lồng ngực nâng lên hạ xuống. B, cử động hô hấp hít vào thở ra. C, thay đổi thể tích lồng ngực. D, cả A, B và C. Và chúng ta chọn đáp án nào? À, đó là câu B. Sự thông khí ở phổi là do cử động hô hấp hít vào thở ra. Thế câu số 2, thực chất sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào đó là A, sự tiêu dùng oxy ở tế bào của cơ thể. B, sự thay đổi nồng độ các chất khí. C, chênh lệch nồng độ các chất khí dẫn tới khuếch tán. Và D, cả A, B, C. À, cô chúc mừng bạn nào chọn đáp án C. Câu số 3, sự thay đổi thể tích lồng ngực khi hít vào và thở ra. A, khi hít vào thể tích lồng ngực tăng và khi thở ra thể tích lồng ngực giảm. B, khi hít vào thể tích lồng ngực giảm và khi thở ra thể tích lồng ngực tăng. C, khi hít vào và thở ra thể tích lồng ngực đều tăng. Và D, cả khi hít vào và thở ra thể tích lồng ngực đều giảm. Thì cô nghĩ các em chắc chắn chọn được đáp án đúng ở câu này. Đó là câu A. Câu số 4, vai trò của sự thông khí ở phổi là gì? A, giúp cho thông khí trong phổi được thường xuyên đổi mới. B, tạo đường cho không khí đi vào. C, tạo đường cho không khí đi ra. Và D, vận chuyển không khí trong cơ thể. À, cô chúc mừng bạn nào chọn đáp án A là chính xác ha. Như vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em viết bài vào vở, học bài và trả lời câu hỏi 1, 3, 4, 70. Xem trước bài 23 về cái cách hô hấp nhân tạo nhé.